Rồi mình vừa làm game độc cam mai giao này thì anh em nào có thiện chí thì giao lưu luôn. Thì cái này hiện tại là mình đi form lùng lực, cây cao là 70, tán rộng là 60. Cái này có một bộ cua đớ rất là đẹp này. Đấy, cua đớ bự nha anh em, rất là bự chứ không phải nhỏ đâu. Đây, úp mình xì hết bàn tay luôn. Nó gần dít lại mấy cái đoạn này luôn, cua bự. Coi mà có cua đó đẹp như thế này á là nó cũng lâu năm lắm rồi chứ không phải là nó tơ đâu. Dòng này già mùa, cát rỡ. Đây là cát rỡ chân nôm của nó này, đây là cái cua đẹp xù hết rồi. Cái này thì mình giao lưu cho anh em giá 2.800.000. Nếu mà bao cước thì mình chỉ ship xe tay thôi chứ mình không có bao cước bưu điện nha. Cái này đó, cộng thêm 300.000 nữa là 3.1.000 là mình bao ship cái này, bao ship xe tay dọc quốc lộ từ Bình Định vào Kiên Giang luôn nha anh em, nguyên cả cây cả chậu. Tại vì mình uống định hình form hết rồi thì cho nên là mình không có tháo ghim ra. Nói chung anh em chơi coi cũng biết rồi, một khi đã cố định ghim rồi đừng có tháo ra tháo vô gì hết, làm coi nó bị suy ấy. Nó rất là khó hồi phục. Rồi anh em thích thì mình nhường lại cái này ha, giá không bao ship là 2.800.000, còn giá bao ship xe tải thì cộng thêm 300.000 nữa là 3.1.000 là được có cái mai củ su như thế này, cà rin form lùng lực đó, cây nhân lông form lùng lực nha anh em, các tay tán còn gút thích liên lạc với nhau, củ su. Xin chào ạ.